Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn ngữ văn 7. Trước khi vào bài học, các em hãy quan sát những bức hình sau, cho biết những hình ảnh này ở đâu và gợi cho em nhớ đến ai. Đây là hình ảnh nhà sàn của Bác Hồ ở Hà Nội và ở chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã có một nếp sống rất giản dị với một tâm hồn dạt dào tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên. Chúng ta sẽ nhận thấy điều đó qua bài thơ Rằm Tháng Giêng. Chúng ta bước vào bài học tiết 40, Rằm Tháng Giêng. Một La Mã. Đọc tìm hiểu chú thích. Một nhỏ tác giả. Hồ Chí Minh sinh năm 1890, mất năm 1969. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là một nhà thơ lớn. Đây là hình ảnh của người khi còn trẻ. Hình ảnh bác bên các chú bộ đội và các em nhỏ. Hình ảnh bác đang làm việc. Hai nhỏ tác phẩm. Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Bài thơ được viết năm 1948 ở chiến khu Việt Bắc, khi chiến dịch Việt Bắc thời kháng Pháp đang diễn ra vô cùng ác liệt. Các em quan sát lược đồ. Đây là vị trí của chiến khu Việt Bắc. Đây là hang Bác Bó, nơi bác sống và làm việc ở chiến khu. Thể thơ của bài thơ đó là thất ngôn tứ tuyệt. Bản dịch thơ của bài Rằm Tháng Giêng là thể lục bát. Phương thức biểu đạt, biểu cảm. Bố cục bài thơ gồm hai phần. Phần thứ nhất là cảnh đêm trăng trên sông. Phần thứ hai là hình ảnh của con người. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, tức một bài thơ có 4 câu, mỗi câu thơ có 7 chữ. Chúng ta gặp thể thơ này trong bài Nam Quốc Sơn Hà, Sông Núi Nước Nam, Bánh Trôi Nước, Vọng Lư Sơn Bộc Bố, Xa Ngắm thác núi Lư, Hồi Hương Ngẫu Thư, ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Hai La Mã, đọc tìm hiểu văn bản. Rằm Tháng Giêng, Nguyên Tiêu. Kim Dạ, Nguyên Tiêu, Nguyệt Chính Viên. Xuân Giang, Xuân Thủy, Tiếp Xuân Thiên. Yên Ba, Thâm Sứ, Đàm Quân Sự. Dạ Bán, Quy Lai, Nguyệt Mãn Thuyền. Đây là phần phiên âm. Phần dịch thơ. Rằm Tháng Giêng. Đêm nay, đêm rằm tháng giêng, trăng đúng lúc tròn nhất. Sông Xuân, nước Xuân tiếp giáp với trời Xuân. Nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng bàn việc quân. Nửa đêm quay về trăng đầy thuyền. Phần dịch thơ. Rằm tháng giêng. Rằm xuân lồng lộng trăng soi. Sông Xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Giữa dòng bàn bạc việc quân. Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai câu thơ đầu.
Kim Dạ, Nguyên Tiêu, Nguyệt Chính Viên, Xuân Giang, Xuân Thủy, Tiếp Xuân Thiên. Câu thơ đầu mở ra một khung cảnh như thế nào? Khung cảnh ấy được gợi tả bằng hình ảnh tiêu biểu nào? Câu thơ mở ra khung cảnh bầu trời cao rộng, trong trẻo, nổi bật trên bầu trời ấy là vầng trăng tròn đầy, tỏa sáng khắp cả mặt đất. Câu thơ thứ hai vẽ ra một không gian xa rộng bát ngát như không có giới hạn, với con sông, mặt nước tiếp liền với bầu trời. Và từ ngữ nào thể hiện điều đó? Đó là điệp từ xuân. Trong nguyên văn chữ Hán, câu thơ này có ba từ xuân được lặp lại. Bản dịch đã đánh mất một chữ xuân, không lột tả hết được vẻ đẹp tràn đầy sức sống mùa xuân của câu thơ. Điệp từ xuân trong nguyên tác nhấn mạnh vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân đang tràn ngập cả đất trời. Chiến thắng ở Việt Bắc thu đông năm 1947 đã đem đến cho nhà thơ niềm tin, niềm vui mới với cái nhìn phơi phới sức xuân của đất trời. Hai câu thơ đã miêu tả không gian cao rộng bát ngát, đầy ánh sáng và sắc xuân trong đêm rằm tháng giêng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu hai câu thơ cuối. Yên Ba thâm sứ đàm quân sự, dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. Hai câu thơ cuối miêu tả điều gì? Theo em, vẻ đẹp của con người được thể hiện qua hình ảnh nào? Hai câu thơ miêu tả vẻ đẹp của con người qua hai hình ảnh, bàn việc quân và trăng ngân đầy thuyền. Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ hình ảnh trong hai câu thơ này? Từ ngữ hình ảnh trong câu thơ thật gợi cảm. Yên Ba thâm sứ tức là nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng, trăng mãn thuyền tức là trăng đầy thuyền. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác bài thơ thì câu thơ gợi lên hiện thực nào? Đó là hiện thực cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ. Đối với bác, trăng là người bạn đồng hành thân thiết, người bạn tâm giao lắng nghe nỗi niềm tâm sự trong những cảnh ngộ khó khăn nhất. Tháng ngày bị đày ải trong nhà lao tưởng giới thạch, nhờ có ánh trăng luôn dõi theo, giúp người nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê hương, đồng bào, đồng đội. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Bài thơ sử dụng nhiều chất liệu cổ thi nhưng vẫn là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc ở Hồ Chí Minh, mang vẻ đẹp, sức sống, tư tưởng của thời đại mới. Đó là tâm hồn yêu trăng, yêu thiên nhiên gắn với lòng yêu nước. Thể hiện phong thái ung dung, lạc quan, bình tĩnh, chủ động của Hồ Chủ tịch. Bài thơ được viết trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến đầy khó khăn gian khổ. Đặt trong hoàn cảnh ấy, ta càng thấy rõ sự bình tĩnh, chủ động, lạc quan của vị lãnh tụ. Phong thái ấy toát ra từ những rung động tinh tế và dồi dào trước cái đẹp của thiên nhiên đất nước. Mặc dù ngày đêm lo nghĩ về việc nước, nhiều đêm không ngủ, nhưng không phải vì thế mà tâm hồn người quên rung động trước vẻ đẹp của một đêm trăng rừng, một tiếng suối trong hay cảnh trời nước bao la dưới ánh trăng rằm tháng giêng. Phong thái ung dung còn thể hiện ở hình ảnh con thuyền chở vị lãnh tụ và các đồng chí sau lúc bàn việc quân trở về, lướt đi phơi phới, chở đầy ánh trăng giữa cảnh trời nước bao la cũng ngập tràn ánh trăng. Và giọng thơ vừa cổ điển vừa hiện đại, khỏe khoắn cũng góp phần làm nên phong thái ấy. Tóm lại, nội dung của bài thơ này được tóm gọn như sau. Nói về cảnh núi rừng Việt Bắc trong một đêm trăng đẹp, nhưng trong lòng tác giả vẫn canh cánh một nỗi niềm lo cho nước, cho dân. Thể hiện tâm hồn yêu thiên nhiên và tấm lòng thiết tha với đất nước. Điểm đặc sắc về nghệ thuật đó là sử dụng điệp từ có hiệu quả, từ ngữ gợi hình, biểu cảm.
kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Ba La Mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 143. Chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Thiên nhiên ở hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng khác nhau như thế nào? Trong bài Cảnh khuya, thiên nhiên được miêu tả ở chiều sâu, tạo bức tranh nhiều tầng, nhiều đường nét. Bài Rằm tháng giêng thì thiên nhiên được miêu tả ở không gian rộng, cảnh vật bát ngát, trải rộng, tràn sức xuân. Các em chuyển sang phần vận dụng. Em hãy so sánh hình ảnh trăng trong hai bài thơ của bác. Trăng trong Cảnh khuya là ánh trăng được nhân hóa, trăng lồng vào bóng cây cổ thụ, in bóng hoa trên mặt đất. Cảnh vật như hiện ra rất gợi cảm dưới ánh trăng, tiếng suối đêm trong trẻo như tiếng ai đang hát, ngân nga càng làm cho đêm trăng khuya thêm sôi động. Trăng trong Rằm tháng giêng là trăng xuân, trăng mang không khí và hương vị của mùa xuân. Cảnh ở đây là cảnh trăng ở trên sông, có con thuyền nhỏ trong sương khói, trăng như tràn đầy cả con thuyền nhỏ. Chúng ta đã kết thúc bài học, đây là phần ghi bài, các em sẽ ghi vào vở bài học nhé.